Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện Nam, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các con, con rất là vui khi lại được đồng hành cùng với chúng mình trong bài học ngày hôm nay. Ở trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu về phần hình học. Cụ thể đó là liên quan đến hình bình hành. Nào, vậy hình bình hành ở đây là gì thì chúng ta sẽ quan sát lên phần kiến thức mà cô cần hướng dẫn sau đây nhé. Phần 1 thì bây giờ các con hãy quan sát phần hình vẽ ở trên bảng của cô này. Đây chính là hình vẽ một hình bình hành có tên là ABCD. Được chưa nào? Vậy thì quan sát vào hình vẽ này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một số các đặc điểm của hình bình hành như sau này. Hình bình hành ABCD trên bảng của cô thì chúng ta thấy là sẽ có các cạnh đối diện như sau. Nào, cạnh AB và cạnh CD ở đây. Nào, AB và CD sẽ gọi là hai cạnh đối diện. Tương tự, cạnh AD và cạnh BC ở đây cũng gọi là hai cạnh đối diện. Vậy thì chúng ta thấy trong một hình bình hành chúng ta sẽ có hai cặp cạnh đối diện, đúng không nào? Cụ thể trong hình bình hành này thì AB và CD, AD và BC là hai cạnh đối diện với nhau. Tiếp tục để ý một chút nữa thì chúng ta thấy là gì? Cái cặp cạnh đối diện này, cặp cạnh AB và CD ở đây, quan sát thật kỹ thì chúng ta thấy đây là hai cạnh gì? À, hai cạnh song song với nhau. Đúng nào, chúng ta đã được học hai đường thẳng song song rồi. Vậy thì ở đây cô thấy nếu như cô kéo dài hai cạnh AB và CD về hai phía. Nào, nếu cô kéo dài cạnh AB này về hai phía này, tương tự cạnh CD cô cũng kéo dài về hai phía, thì cô sẽ thấy là hai cạnh này không có điểm trục, tức là chúng không cắt nhau. Vậy thỏa mãn hai cạnh song song với nhau, đúng không nào? Tiếp tục, tương tự đối với cạnh AD và cạnh BC cũng như vậy. Quan sát kỹ thì chúng ta thấy nếu cô kéo dài BC này về hai phía, kéo dài AD về hai phía thì chắc chắn là chúng cũng sẽ không cắt nhau, tức là không có điểm chung. Vậy thì cô thấy cạnh AD và cạnh BC song song với nhau. Được chưa nào? Thế thì cô vừa hướng dẫn cho chúng ta liên quan đến hai cặp cạnh đối trong một hình bình hành, đó chính là hai cặp cạnh song song với nhau, đúng không nào? Tương tự này, bây giờ đến độ dài. Độ dài của các cặp cạnh đối này thì sao đây? Cô sẽ xét cạnh AB trước. Nào, cô thử dùng thước của cô để cô đo xem là độ dài của AB so với CD thì như thế nào nhá. Nào, cô đặt thước của cô thì cô đo này. AB ở đây dài khoảng 47 cm, CD ở trên bảng của cô cũng dài 47 cm, tức là cô thấy là cạnh AB sẽ bằng cạnh CD. Tương tự đối với cạnh AD thì sao nào? Nào, cô sẽ đặt thước để cô đo cạnh AD. AD ở đây dài khoảng 20 cm, BC cũng vậy. Vậy thì sau khi mà cô sử dụng thước thẳng để cô thực hiện đo thì cô thấy là gì? Độ dài của cạnh AD sẽ bằng với độ dài của cạnh BC. Thế thì qua những phần phân tích vừa rồi các con thấy là gì? Cô rút ra được là gì? Hai cặp cạnh đối của một hình bình hành thì sẽ phải song song và bằng nhau, đúng không nào? AB song song với CD và AB bằng CD. Tiếp tục, AD song song với BC và AD bằng BC. Đấy chưa nào? Thế thì ở đây cô sẽ rút ra được một tính chất của hình bình hành, đó là gì? Hình bình hành sẽ có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Đấy, đây chính là tính chất đặc biệt của hình bình hành. Hai cặp cạnh đối diện trong một hình bình hành sẽ song song và
luôn luôn bằng nhau. Được chưa nào? Thế thì các con cứ thấy hình vẽ nào mà thỏa mãn điều kiện hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau thì đó chính là hình bình hành. Đấy, thế đây chính là một số các cái tính chất, một số đặc điểm của hình bình hành mà cô muốn hướng dẫn cho chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ vận dụng kiến thức này để chúng ta thực hiện ngay bài tập số 1 của người cô. Nào, bài tập đầu tiên, trong các hình sau, hình nào là hình bình hành? Quan sát lên trên bảng thì cô có tất cả mấy hình? 5 hình, đúng không nào? Vậy làm thế nào để cô có thể xác định được xem là trong các hình này đâu là hình bình hành nào? À, thì như cô vừa nói rồi, đúng không nào? Chúng ta sẽ phải dựa vào các tính chất của một hình bình hành. Đấy là gì nhỉ? Chúng ta sẽ quan sát các hình vẽ này và chúng ta thấy là hình bình hành thì sẽ phải có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau nha, phải thỏa mãn điều kiện hai cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau thì đó mới là hình bình hành. Còn nếu như không thỏa mãn một trong hai thì chắc chắn nó không phải hình bình hành. Được chưa nào? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng cô thực hiện đối với hình đầu tiên, hình số 1. Chúng ta kiểm tra cho cô xem là các cặp cạnh đối ở trong hình này có song song và bằng nhau hay không. Nào, bây giờ cô sẽ quan sát vào hình đầu tiên. Cô thấy là gì? Nhìn vào đây thì hình này sẽ có cặp cạnh này song song với nhau này. Nếu như chúng ta kéo dài ra nó cũng không cắt nhau đâu, được chưa nào? Cặp cạnh này cũng gì? À, cũng song song với nhau. Vậy ở trong hình số 1 chúng ta thấy là đã thỏa mãn điều kiện hai cặp cạnh đối song song với nhau rồi. Thế còn về độ dài thì sao? Cô sẽ sử dụng thước thẳng của cô để cô đo xem là độ dài của các cặp cạnh đối này thì như thế nào nhá. Nào, cạnh đầu tiên, cạnh này sẽ có độ dài khoảng 30 cm. Thế còn cạnh dưới này, cạnh dưới này cũng có độ dài khoảng 30 cm. Vậy là cô thấy là cặp cạnh này vừa song song vừa bằng nhau rồi nhá. Cạnh còn lại này, cạnh này thì có độ dài khoảng 10 cm. Bên này cũng như vậy. Vậy thì đối với hình số 1, sau khi mà cô sử dụng thước để cô kiểm tra thì cô thấy là hình đầu tiên thỏa mãn điều kiện có hai cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau. Vậy hình số 1 chính là hình bình hành, đúng không nào? Nào, cô sẽ thực hiện đặt chân vào những hình mà thỏa mãn điều kiện đó là hình bình hành. Nào, bây giờ sang đến hình số 2 nhá. Hình số 2 thì bây giờ quan sát một chút, cô thấy bây giờ chúng ta sẽ kiểm chứng tính chất song song trước đã nhá. Ở trong hình này thì đối với cạnh đối này, cặp cạnh đối này thì cô thấy nếu như cô kéo dài nó ra thì nó cũng sẽ không cắt nhau. Và cặp cạnh này cũng như vậy. Đó, thế thì đã thỏa mãn điều kiện là hai cặp cạnh đối song song rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thước thẳng để chúng ta kiểm tra liên quan đến độ dài. Nào, bây giờ cô sẽ kiểm tra độ dài của cạnh này trước. Ở đây dài khoảng 18 cm. Bên này cũng như vậy. Vậy là cặp cạnh này sẽ có độ dài bằng nhau, tức là chúng vừa song song vừa bằng nhau. Cặp cạnh còn lại này có độ dài khoảng 13 cm. Và trên này cũng như vậy. Vậy thì ở hình số 2 sau khi cô kiểm chứng thì cô thấy là gì? Hai cặp cạnh đối của hình này vừa song song vừa bằng nhau. Vậy nó sẽ thỏa mãn điều kiện là một hình bình hành. Tương tự sang đến hình số 3 nào. Hình số 3 thì chúng ta thực ra là không cần phải kiểm tra nữa, bởi vì chúng ta thấy là gì? Ngay trong cái điều kiện về độ dài thì cô đã thấy là cái cạnh này ngắn hơn cạnh dưới này rồi. Đây là hai cạnh đối diện với nhau mà cạnh trên lại ngắn hơn cạnh dưới, đúng chưa nào? Không cần phải đo, chúng ta nhìn là chúng ta đã thấy rồi. Vậy chắc chắn nó sẽ không thỏa mãn điều kiện là hình bình hành, bởi vì điều kiện liên quan đến độ dài của hai cạnh đối là nó phải bằng nhau thì ở đây đã không thỏa mãn rồi. Vậy chúng ta sẽ loại hình số 3, đúng chưa nào? Tương tự đối với hình số 4 cũng như vậy. Hình số 4 cô thấy ngay và đấy là
cạnh này và cạnh trên này là hai cạnh, à, hai cạnh đối diện, nhưng cạnh ở dưới lại ngắn hơn cạnh ở trên. Đó, cho nên là bỏ qua cái tính chất song song đi thì chúng ta đã thấy là gì? Tính chất liên quan đến độ dài là cũng không thỏa mãn rồi, đúng không nào? Vậy thì hình số 4 cũng không phải là hình bình hạnh. Tương tự, bây giờ sang đến hình số 5. Nào, hình số 5 thì sao? Ở đây thì cô hình như cô quan sát là cô thấy là các cặp cạnh đối thì đang song song với nhau này, đúng không nào? Thế bây giờ đo đến độ dài xem sao nhá. Bởi vì muốn kiểm tra song song hay không chúng ta cứ kéo dài chúng ra thôi. Nếu như mà chúng không cắt nhau thì chắc chắn là chúng song song với nhau, đúng không nào? Vậy bây giờ kiểm tra về độ dài, cô sẽ kiểm tra cặp cạnh này và cặp cạnh này, được chưa nào? Cạnh này thì có độ dài là 13 cm. Cạnh này cũng như vậy, tức là bằng nhau, song song và bằng nhau. Thế còn cạnh này thì sao nào? Cạnh này thì có độ dài là khoảng 22 cm. Và bên này cũng như vậy. Đó. Vậy thì khi mà quan sát một cái hình như thế này chúng ta thấy là gì? Nó thỏa mãn cả hai điều kiện là hai cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau. Thế thì nó chính là hình bình hạnh. Đúng chưa nào? Vậy là trong cái bài tập số 1 này thì chúng ta tìm được tất cả ba hình bình hạnh. Đó là hình số 1, hình số 2 và hình số 5. Còn hình số 3 và hình số 4 không thỏa mãn điều kiện, cho nên chúng không phải là hình bình hạnh. Thế con đã hiểu chưa nào? Đó, thế thì qua cái bài tập số 1 này thì chúng ta đã biết cách gì nhỉ? À, xác định xem một hình vẽ có phải là hình bình hạnh hay không. Chúng ta chỉ cần kiểm chứng cho cô hai cái điều kiện liên quan đến song song và bằng nhau giữa hai cặp cạnh đối trong hình đó. Xong chưa nào? Bây giờ thì cô và các con sẽ cùng nhau bước sang bài tập tiếp theo của bài học ngày hôm nay nhé. Sau đây là bài tập số 2 của chúng ta. Nào, bài tập số 2 cho biết trong hình tứ giác ABCD. Đây, tứ giác ABCD thì AB và CD là hai cạnh đối diện. Nào, cạnh AB và cạnh CD là hai cạnh đối diện. AD và BC là hai cạnh đối diện. Nào, AD và BC là hai cạnh đối diện. Đó. Vậy thì bây giờ người ta hỏi là gì? Hình tứ giác ABCD và bên này là một hình bình hạnh MNPQ. Trong hai hình đó, hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau? Rất là dễ, đúng không nào? Câu hỏi rất đơn giản. Đấy là trong hai hình này, tìm cho cô một hình thỏa mãn điều kiện là có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Thế thì đương nhiên là hình bình hạnh thì phải thỏa mãn điều kiện là có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau rồi, đúng không nào? Thế bây giờ chúng ta chỉ việc đi kiểm chứng nốt cho cô hình tứ giác ABCD có thỏa mãn điều kiện đó hay không. Ở đây chúng ta thấy là đề bài đã cho AB và CD là hai cạnh đối diện, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra về độ dài trước nhé. Nào, độ dài. Cô sẽ kiểm tra độ dài của cạnh AB. Nào, AB dài 20 cm. Thế còn CD thì sao? CD dài tận 35 cm. Vậy là cô chưa cần kiểm chứng đến gì? Đến song song, cô mới kiểm chứng độ dài thôi thì cô đã thấy là tứ giác ABCD này có, à, không thỏa mãn điều kiện là có các cặp cạnh đối diện bằng nhau rồi, đúng không nào? Kể cả cạnh AD và BC cũng như vậy. BC ở đây dài 23 cm. Thế còn AD, AD ở bên này dài khoảng 18 cm. Vậy là các cặp cạnh đối diện đã không bằng nhau rồi, đúng không nào? Thế còn song song, song song thì rất là dễ thôi. Bây giờ chúng ta chỉ việc kéo dài cho cô cạnh AB xuống, kéo dài cạnh CD ra bên này là nó sẽ cắt nhau nhá. Cắt nhau thì đương nhiên không phải song song rồi, đúng không nào? Hoặc là cạnh AD và BC chúng ta kéo dài lên thì cũng sẽ cắt nhau, đúng chưa? Đây, chúng ta chỉ cần hình dung là chúng ta cứ kéo dài cạnh BC lên phía trên này, cạnh AD cô cũng kéo dài lên phía trên thì thế nào chúng cũng sẽ gặp nhau, chúng cũng sẽ có một điểm chung,
vậy chúng không song song với nhau. Tức là tứ giác ABCD này không thỏa mãn điều kiện có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Vậy thì trong cái bài tập này chúng ta chỉ kết luận là gì? Hình bình hành MNPQ thỏa mãn điều kiện đó thôi. Đúng chưa nào? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? MNPQ hình bình hành MNPQ có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Và bằng nhau. Rồi. Đây cũng chính là tính chất liên quan đến một hình bình hành mà bài học ngày hôm nay chúng ta cần phải ghi nhớ. Đó. Thế thì về nhà các con sẽ ôn lại cho cô toàn bộ các phần lý thuyết liên quan đến hình bình hành, cách nhận diện một hình vẽ để xem là hình đó có phải hình bình hành hay không. Thì chúng ta nhớ cho cô là phải thỏa mãn đúng điều kiện, đấy là hình đó có cả hai cạnh đối diện vừa song song vừa bằng nhau. Thế mới là một hình bình hành. Được chưa nào? Về nhà thì các con sẽ có thể làm thêm một số các bài tập trong sách giáo khoa nữa để chúng ta có thể củng cố kiến thức liên quan đến phần học hình bình hành này nhé. Hẹn gặp lại tất cả chúng mình trong những buổi học lần sau. Xin chào. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.